5 kỹ thuật NLP giúp thay đổi cuộc sống của bạn. Kỹ thuật NLP hiệu quả trong trường hợp bạn cảm thấy bất lực hoặc có điều gì đó tiêu cực xuất hiện. NLP giúp bạn thay đổi suy nghĩ về hoàn cảnh khó khăn và suy nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp. Hiểu một cách đơn giản, kỹ thuật NLP giúp bạn chuyển hóa nội dung của hoàn cảnh này sang một hoàn cảnh khác. Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về 5 kỹ thuật NLP giúp thay đổi cuộc sống. Kỹ thuật NLP số 1. Chuyển ngữ cảnh. Kỹ thuật NLP chuyển ngữ cảnh giúp bạn thay đổi nội dung của hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác. Nhờ kỹ thuật chuyển ngữ cảnh, bạn có thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và chuyển sang trạng thái tích cực hơn. Hãy tưởng tượng bạn bị mất việc và nghĩ đến những điều sau: đón nhận công việc mới tốt hơn, khám phá thêm nhiều lĩnh vực khác và nếu ở công ty cũ sẽ không thể có được. Thông thường, phản ứng của con người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn là hoang mang, nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Điều đó khiến cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Chính vì vậy, hãy thoát khỏi trạng thái tiêu cực và tìm ra tất cả lợi ích bên trong hoàn cảnh đó. Bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ có điều tốt, điều xấu. Hãy bỏ qua điều xấu và tập trung nhìn vào những điều tốt đẹp phía trước. Kỹ thuật NLP số 2, neo giữ cảm xúc. Neo giữ cảm xúc là kỹ thuật NLP được sử dụng nhiều nhất. Mục đích là để khơi gợi những phản ứng về bất cứ điều gì mà bạn đã làm hay đã nói trên cơ thể người. Vai là một điểm neo cảm xúc. Bạn hoàn toàn có thể khiến người khác mỉm cười vui vẻ chỉ bằng một cái chạm nhẹ lên vai của họ. Bản năng của con người là neo cảm xúc một cách tự nhiên. Chẳng hạn, khi một cầu thủ ghi bàn, niềm vui của cầu thủ đó tăng lên gấp bội. Hành động giơ tay lên cao, nắm chặt lại và kéo xuống nhằm níu giữ lại cảm xúc. Sau đây là các bước neo cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ bạn có thể áp dụng. Bước 1. Hãy nghĩ đến trải nghiệm thú vị trong cuộc sống mà bạn từng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, hoặc có thể nghĩ đến người thân yêu đang cổ vũ, mỉm cười với bạn. Bước 2. Ngồi thẳng, nhắm mắt, mỉm cười, thư giãn và nghe nhạc vui vẻ. Tưởng tượng có vòng tròn lóe sáng dưới đất và bước chân vào đó. Bước 3. Nắm bàn tay trái thật chặt khi đã chạm đến ngưỡng hạnh phúc. Tiếp theo, mở bàn tay ra, lặp lại động tác nắm bàn tay vài lần khi mà vẫn đang trong trạng thái hạnh phúc. Bước 4. Sau ít phút, hãy bước trở lại vòng tròn đó và lặp lại quy trình neo cảm xúc. Hãy lặp lại nhiều lần để tạo thành neo cảm xúc có điều kiện trong bạn. Kỹ thuật NLP số 3. Phân tưởng. Niên tưởng và phân tưởng là hai kỹ thuật NLP. Tuy nhiên, kỹ thuật NLP phân tưởng được sử dụng phổ biến hơn cả. Phân tưởng là khi bạn nghĩ về một vấn đề, tình huống nào đó nhưng lại đứng ngoài vấn đề, tình huống đó. Chẳng hạn khi xem TV, mặc dù đang đứng ngoài khung hình nhưng bạn lại nhận thấy bản thân mình đang giải quyết vấn đề bên trong khung hình đó. Phương pháp NLP liên tưởng giúp bạn điều hòa những cảm giác tiêu cực, thoát khỏi lo lắng, sợ hãi hoặc những ký ức, trải nghiệm xấu. Các bước thực hiện kỹ thuật phân tưởng khá đơn giản. Bước 1. Xác định cảm xúc muốn loại bỏ khỏi tâm trí, ví dụ sợ rắn. Bước 2. Tưởng tượng chính bạn bước vào hoàn cảnh đó có rắn từ đầu đến cuối với tư cách là người quan sát. Bước 3. Tua ngược ký ức trong tâm trí, tua nhanh hơn về phía trước và tua ngược lại. Bước 4. Thêm chút nhạc vui khi tua ngược lại ký ức, thực hiện 3-4 lần. Bước 5. Xem lại sự kiện đó trong tâm trí, cảm giác sợ hãi, lo lắng lúc này đã được thay đổi hoặc biến mất. Nếu vẫn còn chút cảm giác tiêu cực, hãy lặp lại bước 1, 2, 3, 4 cho đến khi cảm giác tiêu cực hoàn toàn biến mất. Kỹ thuật NLP số 4. Vô thức tạo thiện cảm. Kỹ thuật NLP vô thức tạo thiện cảm là kỹ thuật dễ ứng dụng trong cuộc sống. Tạo thiện cảm trong NLP là vô thức, tức là bạn sẽ tạo cảm giác gần gũi, thân thiện ở tầng vô thức. Kỹ thuật này gồm hai phương thức cơ bản là kết hợp và phản chiếu. Kết hợp nghĩa là bạn thực hiện mọi thứ giống hệt đối phương như nhịp thở, tốc độ nói, từ ngữ, giọng điệu, cách ngồi, tư thế đứng. Với phương thức này, bạn chỉ được thực hiện giống đối phương sau khoảng 2-4 giây, không thực hiện ngay lập tức.
phản chiếu là cách làm ngược lại. Một số ví dụ về phương thức phản chiếu: khi giơ tay phải, đối phương sẽ giơ tay trái. Khi nói chuyện, nhắc lại 3 đến 4 từ trong câu nói cuối của đối phương. Khi nói chuyện vui, cần cao giọng, và nói chuyện buồn sẽ hạ thấp giọng để tạo sự đồng cảm. Kỹ thuật NLP số 5: thay đổi niềm tin. Niềm tin dẫn đường cho mọi suy nghĩ, hành vi của con người. Bạn sẽ làm được rất nhiều điều mà người khác nghĩ là không tưởng nếu niềm tin đó là tích cực. Ngược lại, ý nghĩ và năng lực của bạn sẽ bị mất đi nếu niềm tin bạn có là tiêu cực. Kỹ thuật NLP thay đổi niềm tin được thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Tập trung hoàn toàn vào niềm tin mới tại một không gian yên tĩnh. Bước 2. Không vương vấn với bất cứ niềm tin tiêu cực nào trong tâm trí trong quá trình khẳng định niềm tin mới. Bước 3. Tập trung hoàn toàn vào từ ngữ để hiểu rõ ý nghĩa của chúng thay vì suy nghĩ về những điều tiêu cực. Trên đây là thông tin chi tiết về 5 kỹ thuật NLP. Nếu còn băn khoăn về bất cứ kỹ thuật nào, hãy cho chúng tôi biết bằng cách comment bên dưới video này. Thường xuyên truy cập kênh để không bỏ lỡ video chia sẻ hữu ích về kỹ năng, giải pháp phát triển bản thân hiệu quả nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong những video hữu ích tiếp theo.